Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Quyện Minh Triết và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ gồm các ông bà Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi, Nguyễn Thị Anh Thảo đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Xuân trước kỳ họp cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chuyển đến Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, giải quyết 284 ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo xử lý đối với 217 kiến nghị, phân cấp Ủy ban Nhân dân quận huyện xử lý đối với 67 kiến nghị. Qua rà soát, Ủy ban Nhân dân thành phố và các quận huyện đã trả lời 100% kiến nghị, trong đó 79,22% được giải quyết dứt điểm, còn lại đang tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan xử lý. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu ý kiến về dự án treo lâu năm, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, xây dựng trường học tại khu đô thị sinh thái, triển khai hệ thống xe buýt nhét nhát tại nhiều khu đất trống. Các cử tri kiến nghị quan tâm việc nạo vét cống thoát nước tại tổ 74, hỗ trợ chế độ cho những người làm công tác không chuyên ở khu dân cư như hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ, xem xét lại việc thoát nghèo của các hộ gia đình, phản ánh về điều chỉnh thời gian mở điện chiếu sáng, cần xử lý triệt để bò, dê, thả rong, khu dân cư số 1 không có khu vui chơi, v.v. Khu đô thị sinh thái, ven sông và sông. Tuy nhiên hiện nay trên quy hoạch thì có, nhưng chúng tôi thấy là trường học các cấp thiếu. Do đó cho nên là phụ huynh phải chở con em của mình hàng buổi sáng đi qua các cái quận khác ở trong Đà Nẵng học như Hải Châu rồi đó, thì đây cũng chính là nó ảnh hưởng đến vấn đề ách tắc giao thông. Chúng tôi kiến nghị lần này nên có một cái kế hoạch cụ thể để tạo cái niềm tin của nhân dân. Từ trước đến nay là một dự án treo cây 10 năm đã bao nhiêu lần là dân chúng tôi đi tiếp xúc cử tri nhưng mà cũng không được giải quyết thỏa đáng. Rất tha thiết đề nghị về vấn đề thứ nhất là về cái vệ sinh môi trường, và thứ hai nữa là điện chiếu sáng đang có tiêu đường của tổ tướng chiến. Vì hiện nay tổ tướng chiến là một tổ không được giải tỏa ở hoàn toàn dưới ẩm thấp đóng, rất tha thiết là cấp quận cũng như thành phố là vô tâm là có cái nội dung đây. Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Minh Triết tiếp thu 10 ý kiến với 19 nội dung. Về vấn đề thiếu trường học ở khu đô thị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết do nhiều lý do khác nhau của chủ đầu tư và vướng biên chế giáo viên, cho nên Hội đồng Nhân dân sẽ giám sát, triển khai các giải pháp để sớm xây dựng trường học. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề. Cái dê bò thả rong thì cái này trách nhiệm địa phương thôi, mà tôi thấy cái này cử tri phản ánh cũng đúng, nhất là địa bàn Hòa Xuân mà đi qua cái đoạn giáp Hòa Quý là tôi thấy là trâu bò là coi như không biết ở đâu. Nghị quyết của đồng dân là không cấm chăn nuôi, chưa nói cái chuyện là cho thả rong nữa kìa. Cấm chăn nuôi ở những cái địa bàn khu phường này, hiện nay chỉ cho chăn nuôi gần như là chỉ cho địa bàn là Hòa Bắc và Hòa Phú thôi, nhưng mà cái này thuộc thẩm quyền của quận của phường, các đồng chí tập trung xử lý thôi chứ còn chờ cái gì nữa. Tốt hơn là mình phải nghiêm túc, nghiêm khắc trong cái xử lý và áp dụng chế tài. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh các kết quả khả quan, tình hình Đà Nẵng hiện nay còn nhiều khó khăn nhất định, nên việc tìm kiếm động lực mới cho Đà Nẵng phát triển là rất quan trọng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, Đà Nẵng định hướng phát triển trên 3 trụ cột chính là du lịch dịch vụ, kinh tế biển và công nghiệp công nghệ cao. Trong đó, thành phố cũng có lợi thế phát triển phi mạch bán dẫn. Thành phố cũng định hướng tập trung vào cảng Liên Chiểu.